Chào các bạn, chào cả nhà. Chào cô dì, chú bác, anh chị em và các bạn. Hôm nay rau ngót của mình thu hoạch rau ngót. Đó, rau ngót. Ngót đã chưa? Gãy luôn cái gốc luôn. Lại một thùng khác thử, giờ không có để ý, mình cũng dự trù rồi chứ. À, như đây chứ được nồi canh đó, cả nhà. Như đó chứ được nồi canh đó. Sáng mơ mình thu hoạch được nhiêu đây nè, bye các bạn, bye, thank you, cảm ơn các bạn đã xem video của Tâm Sang Cuộc Sống Hàng Ngày.